lần nữa thầy sắp xếp lại cho thầy những chữ cái sau đây thành câu có nghĩa nhá. Đố nên không thầy là mày. Nên thầy mày không nên đố. Sẽ học môn của tôi vậy? Em coi thường môn của tôi à? Sao cô dạy có một môn vậy, cô coi thường mấy môn khác à? Sao là mày kiểm tra dở quá vậy? Tại trong đề nhiều hình quá cô. Có hai câu hình thôi. Hai câu hình còn thêm chục hình bóng của cô. Nào các em hãy cho thầy biết dân châu Âu nổi tiếng nhờ khám phá ra vùng đất mới. Vậy dân châu Á thì sao? Học sinh kiều. Dân châu Á đã đi vô và hai tay tâm phi đâu ra.